từ Sài Gòn qua đây có 92 cây hả cả nhà, mà chạy như là 300 cây số vậy đó. Nó quá trời xa. Với lại kẹt xe cả nhà. Bây giờ thì hiện tại Toàn cùng với ba của Toàn và chú Đường thì đang ăn phở để lấy lại sức và tiếp tục hay lên núi Bà Đen. Đây là kêu là trên từng cây số. Em qua ở mà Trà Vinh rồi Duyên Hải lắm, rồi giờ là gần tới Tây Ninh rồi. Sáng thì ở quận 11. Đã theo biết rồi đó. Mắt đỏ ngầu luôn. Nãy giờ không có đeo kiến. Mặt xệ nó phải mất dâm dở rồi bỏ luôn. Xích mơ leo trèo rau mà đừng ơi, rau này ăn chống ho này với lại gì mình được thận được à. Chứ đừng phải không hái một đống vô tô rồi dồn xuống rồi nè. Rồi mai có cưa thì Tầm sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem nha. Rồi chào bà con nha. Tới nơi rồi cả nhà ơi. Ôi lên đây mát quá trời mát. Rồi cả nhà ơi, cuối cùng thì cũng đã tới nơi rồi, đây là chùa Bà. Đi dốc quá trời không đứng luôn cả nhà ơi. Giống như đi thỉnh kinh quá chứ đường ơi. Đấy giờ Toàn vác cái bó dây này nên Toàn quay không có chi tiết cái video được cho cả nhà xem. Toàn mong cả nhà thông cảm cho Toàn nha. Ba các bạn ơi, núp trên đó luôn. Và phải chết rất là cao luôn cái nhà. Đây thì hôm nay cưa cái cây này. Cây này nghe nói, anh nói là cái cây da, nhưng mà Toàn thấy thì không phải cái nhà này. Và cô không biết đó là cái gì luôn nữa. Đây thì cưa cái nhánh cái ngoài này nè cái nhà. Nó bị bọng nè. Là sợ gió bão nó sẽ gãy ảnh hưởng qua cái chùa Bà bên này. Nên là sẽ cưa bỏ bớt một cái nhánh này tới phần bọng đó cái nhà. Cây này rất là to luôn á cả nhà. Hồi nãy ba nhìn thấy nó rất là lắm. Không phải. Trái nó giống như cây sung mà sao nó có lông à. Cây này không biết là cây gì luôn á cả nhà. Ở phía trong thì giống như cái sung. Dạ cái cọng dây đai dài 5,5 m mà ôm tròn cái cây này cũng không được nữa cả nhà, không đủ. Bây giờ thì các Toàn sẽ cột dây lỡ vào người rồi sau đó cho chú Đường của Toàn kéo lên cái này ăn trên đó. Nãy giờ chú Đường của Toàn có quăng sẵn cái sợi dây qua rồi. Dây dù, dây luộc hết, dây đu lên phía trên.
5 mét rưỡi rồi. Ủa, dặm nghe sao bọng dữ vậy? Đó bọng rồi. Dặm nghe. Nghe bọng giống. Rồi dính nó đi chứ đường ơi, để băng nịch đây. Đây thì có cái cây gì á trà, cái nhà nó mọc ngay cái kẽ của cái cây này nè, cây lớn này nè. Đây là cái dây này nè. Cái gì nó mọc theo cái kẽ nè, tao không biết luôn á. Không biết tên. Cái phần nhánh này thì nó đang gieo vào cái nhà nhà chờ cấp treo của mình. Thằng cảm thấy là cảm giác như là ba cái thằng dặm móng leo vào là nghe nó bọng lắm cái nha. Cái cây á. Bực ở trong á. Khi nó xốp nó bọng ở trong á cái nha. Ồ nắng lên nè. Mà các bạn nói có ai leo lên đó tùm lum hết trơn. Chắc là cắt bẻ một vài nhánh ở trên đó. Ô cây này hình như là nước khá nhiều cái nha. Mà các bạn dặm móng leo vào nó nhiễu nước xuống rồi. Nước cái gì chứ đường ở trong vắt à. Ba cái thằng mới bẻ quăng cái nhánh khô xuống cả nhà. Ở đây thì thằng đang đứng ngay chỗ bán bánh canh chai nè. Cái dốc leo lên leo xuống mệt quá cả nhà. Cái dốc không đứng. Cái nhánh này nó nghiêng vô cái nhà chờ của phòng cáp treo quá trời luôn cả nhà. Thấy từng nói lộn ở cái chùa bà thì chùa bà bên kia dưới đó đó. May hay sao? Ba cái thằng mới dùng sợi dây chọi để chọi qua cái nạn của cái tược kế bên đó cả nhà. Chắc để chèo cái nhánh nó có cây bên đây qua. Thôi vậy mình xuống cáp mình đợi nó đi. Thật sự là nãy giờ tao chưa biết cái cây này tên gì luôn á cả nhà. Nghe mấy anh nói là cây da, nhưng mà sao cái trái nó bự quá. Rồi giờ ba cái tuần cũng đã luồn cái sợi dây lớn qua được cái nạn của cái kế bên này cái nhà, cái tược kế bên này. Giờ ba cái tuần
Rồi xuống dưới này để cắt cái nạn dưới này trước. Đây cũng là một cái nhánh đưa ra ngoài cây xoài đó cả nhà. Còn chưa biết là cái cây này nó có mũ hay không. Nãy toàn thấy là cái móng móng leo ba cái toàn dặm vào thì thấy là nước nó chảy ra. Hy vọng là nó sẽ không có mũ như mấy cái xanh kia, cái sợp, cái da đâu cả nhà. Tại vì có mũ rất là khó cưa. Nó dính nẹo nẹo vào cái lan đó cả nhà. Cái nhánh này nó bị bọng mà ngay cái đường của du khách đi lên xuống đó cả nhà. Rất nguy hiểm. Nên mới nhờ ba cái thằng lên cắt bớt cái đọt này xuống. Chứ nó không bị bọng thì cũng để nguyên thủy cho nó đẹp đó cả nhà. Cái cọng dây dù ba cái toàn cột dùng để kéo điều khiển cái nhánh đó cả nhà. Mà dây thì nó ngắn quá, phải nối thêm một cái sợi dây luộc nhỏ nữa. Và có một anh đi chung với cáp treo nữa cả nhà, xuống với cái dây phụ rồi. Quá trời cao luôn, lội lên lội xuống cũng rất là mệt đó cả nhà. Đây nè, anh đang kéo dây dưới. Kéo nhanh vô kìa. Công ty hả? Tư nhân. Tư nhân. Ồ nó dài quá, nhánh cây xoài bên này. Ồ. 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 Sợ không? Sợ bay quá. Má cái cây kìa. Kéo xuống dưới luôn hả bà? Chị Đường ơi, khoan chị Đường ơi. Để con xuống cắt bớt cái nhánh ra đi. Chưa, nổi không? Chưa buông đi, chú buông đi, con cắt trong này nó dễ. Đừng có xả nữa, hư cái hàng rào. Nè, chú cắt đây, dịnh dây nha. Cắt nữa đi chứ Đường. Kéo qua giùm em cái anh ơi. Bắt dưới cái góc này cả nhà.
Có chơi nhỏ hả? Rồi chứ được, nó toàn leo cái dốc đó lên. Mình trai thì toàn không đang giữ dây nè cả nhà. Và giữ máy quay cho cả nhà xem nữa, nên được không? Không có chờ mà nó mở dây được. Cây này không có mũ cả nhà, không có mũ trong. Bắt con dây nhỏ ở trong này, phía trong này chứ đâu. Cột lên cộng dây lớn cho nó chứ đừng. Để xả xuống miếng, để xả xuống miếng. Chú gịch xuống cái nó gài nó không xuống. Coi chừng nó xuống cái nó nhào ra luôn á. Giờ bác cái thằng nhờ chú đừng cột cái cộng dây đó để hồi bác cái thằng kéo cái cộng dây từ cái tược này qua cái tược kia cái nhà. Rồi rồi. Khó xả quá. Rồi chú cút xuống đi. Rồi nhanh lại xuống an toàn cả nhà. Tôi vừa cầm máy đằng vừa xả dây khó quay quá cả nhà. Có gì sai sót tụi mong cả nhà thông cảm cho toàn nha. Đây nè cả nhà, cái cây cái lá nó như thế này nè. Cả nhà có ai biết được cái cây này là tên gì không? Nhắn lại cho toàn biết. Rồi. Dạ. À, anh nói cắt cái lóng ngắn ngắn bỏ bên hông. Cắt lóng. Đây nè cả nhà. Cái lá. Đây là lần đầu tiên Tùng thấy cái này luôn. Ba anh Tùng ơi. Giờ chứ đừng có Tùng thúc dây lên, đừng ba cái Tùng tiếp tục cột thêm nhánh nữa. Thì trong thời gian nãy giờ Tùng quay mấy cái đọt mấy cái lá cho các nhà xem thì ba cái Tùng đã leo lên trên này, lên lần trên này. Dạ cả nhà thông cảm, bây giờ Tùng phải đứng gần với cái góc này để họ có xuống nhánh đó, thì Tùng phụ với chú đường các nhà. Chứ Tùng đi lên trên kia hoặc là xuống dưới chỗ cái dây luôn á thì họ phụ chú đường không có được. Nên quay nó không được đẹp cho lắm, đồng mong cả nhà thông cảm cho Tùng nha. Cái cộng dây nhỏ đó anh khỏi buộc đi Tùng ơi. Cộng nhỏ đó anh thọng đi rồi anh khỏi buộc cái đầu luôn, anh khỏi buộc cái đó anh đông á. Đó luôn đi. Đấy. Cái không tới hồi anh cũng dối à, tới thọng chỗ đó anh cũng dối à. Ồ, dưới qua cái đọt tre rồi. Đọt cây tre. Cái âm thanh nó gãy lớn quá trời lớn luôn. Xuống chắc gãy cái tre này luôn quá. Cái tre nó cong vòng luôn rồi nè cả nhà. Tre nó bự thiệt chứ. Thôi hên gà. Rồi, hên quá, xuống chân chu luôn. Ơ, gài cái tre. Giờ anh điều khiển cái nhánh cho nó qua khỏi cây tre. Anh chú đừng lớn. Giờ ba có cần lấy dây nhỏ treo cái nhánh nhỏ cả nhà. Cái nhánh vượt đứng lên đó. Tùng quay đây hơi bị cháy nắng, Tùng cả nhà thông cảm cho Tùng nha.
nắng nó cháo quá nên Toàn phải lấy cái tay che lại. Tụt không nha. Hết xuống rồi chỗ nhánh này. Hết xuống rồi chỗ nhánh này. Tút lên luôn đi chứ đừng. Tút lên luôn cho nhanh. Ba cái lần tiếp tục sử dụng sợi dây lụt lỡ để treo nhánh cả nhà. Không đủ dây lớn thì rút lên thêm chứ đừng ơi. Qua không, qua không? Dưới cái cộng cái mối nối á. Đây 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 con vịn dây rồi chú rút nhiều nhiều qua cho con xả xuống nha. Nở quá. Buông đi, buông đi. Không được, cái sắt nó lại lắm. Vịn đây, vịn đây, vịn đây, tao rút dây này vịn đây. Vịn nha. Rút cái đầu này nè cái đuôi. Cột cột cái con di dụ này vô đâu đây để nó nặng quá nó tụt cái út xuống à. Cột con di dụ này nè. Để xuống nó chạy. Xuống có được, xuống cái cây sắt nó lại mà con xuống là nó nhào xuống liền. Rõ xuống đại đây trên đây luôn đi chứ đường ơi. Đại đây cắt tỉa kìa. Chưa để thúc lại cái. Chưa thúc cái đầu đó lại qua khỏi điện được chứ đâu. Nhanh khuất quá cả nhà.
cái cá nhánh ngoài cái hàng rào. Rồi rồi chú đẩy ra đi con Thảo xuống. Qua chưa, qua chưa? Quốc tầm nhìn quá. Xuống tới đất rồi, xuống đâu nữa.